Thằng con nó nấu cơm tối hôm qua nó ăn mà cơm trắng, mà mình thì mình ăn cơm gạo lứt quen rồi mà nó ăn cơm trắng. Ông nấu nhiều quá giờ nó dư, ông nói mẹ ơi cứu con và thôi, cho nên bây giờ lấy cơm nguội trộn với lại trứng hả, trộn với trứng cho nó mềm cái cơm ra. Cá hồi một miếng dày gói trong giấy bạc đó, cái mặt nhám là ở ngoài còn cái mặt láng là ở trong, bỏ vô air fryer 10 phút 200 độ C. Rồi bây giờ hành, bây giờ hành nó thì là xào với mỡ dầu cho nó thơm. Rồi xong rồi cái mình bỏ cá vô mình dầm thơm, rồi bắt đầu mình xào cơm cho ông ăn ha. Mình quay sơ sơ cho mọi người thêm một cái gọi là cơm chiên cá hồi đó. Thì mình xài xả hương như lì hương thảo đó. Nhưng mà không có thì thôi mình xài cái hũ mà gọi là tổng hợp, mình cho một chút cho nó thơm cá đó. Rồi cho tiêu đó, rồi mình bỏ cá này mình không có để cho nó ăn một nguyên miếng vậy, mình dầm cho nó nát thôi. Quay chưa, bữa trước có ai hỏi về cái gáy thì cái này có hai cái, bạn bạn cho cái bạn cho cái chai bự này mà bạn cũng cho tiêu luôn. Thì cái chai này nè đó, cái này á, thì lại ví dụ cái chai này ha, này chịu đứng như vậy thì này mình đặt muối xuống như vậy thì nó xuống ở dưới này, còn cái chai này nó đứng như vậy nhưng mà khi mình nãy thì mình lại phải chút xuống như vậy đó. Thì Liên chỉ muốn chia sẻ cho mọi người thêm một chút về cái chai muối với cái chai muối với lại chai tiêu của Liên đó, như vậy ha đó thôi. Bây giờ đó mình đảo cho nó nát ra, con nó thích ăn kiểu như vậy đó. Rồi nó bắt đầu mới chỏ cơm vô, rồi bỏ cơm vô và dầm cơm, dầm cho nó đảo miếng cho đến hồi cơm và cơm nó chín nó khô cùng với lại cá hồi luôn ha. Muốn mà nồi cơm chiên mà ngon đó là các bạn phải dùng cái đũa này, cái dẹp dẹp cũng như cái này, tất cả muỗng gỗ hai cái cùng hai tay xới đều và sắn 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 xới đều thì cơm nó mới tơi và nó mới ngon, và lửa nhỏ từ từ đảo từ từ nó mới ngon, cái cơm nó mới tơi cái cơm ra đó, chứ không là nó cục cục cả cơm thì đã cái cơm nguội rồi mà còn dính cục cục nó nhìn ớn lắm. Bây giờ thì tiêu với lì bữa nay là bữa Liên ăn chay mùng 1 đó. Mà nói thiệt là lúc nào cũng ăn chay mà không có nếm, chỉ cho chút muối chút tiêu đó, anh ăn thì anh thích thì anh thêm xì dầu nước tương đó. Còn không thì anh vừa ăn, thông thường Liên xào chút muối chút tiêu ăn thì nó quen à, ăn gì nhiều gia vị quá cơ thể nó bài tiết không nổi nữa mà bệnh đó. Rồi bây giờ Liên sẽ cho hành lá, nhưng mà nếu không có hành lá thì bây giờ Liên còn bơ rô, Liên cho bơ rô cho nó có màu xanh cho đẹp, rồi Liên cho hành phi cho nữa là xong. Rồi đây mình bỏ hành phi à, mình bỏ cái bơ rô bởi vì không có hành lá. Rồi cái này là một chút hành phi mình bỏ hết vô luôn cho con trai nó ăn. Nhà mình ăn hành phi kiểu như vậy đó. Rồi các bạn nhìn thấy không, thấy thấy ngon không đấy. Dĩa cơm đã hoàn tất, trông rất là đẹp đẽ ha. Mình chúc mọi người ngày vui. Đó, đơn giản phải không? Là hành phi có cái làm liền chút đỉnh. Đó, nó cũng nhanh và nó cũng giòn lắm mọi người. Tại cái này bỏ vô cơm á, cái nó bị mềm á, tại vì không phải mềm mà cái hơi nó ấy vô chứ nó rất là giòn ha.